ghê quá ta, còn thủ đích đâu mà game mơ. Rồi chứ sao chú? Kỹ năng với trái bóng là 99 á, nhưng mà ý thức là 1 phải chú. Ủa thì đây mùa này không có nhà xuống đây chi? Nhưng mà giờ tao ghiền nó banh đường phố phải cho tao đá chứ. Thôi bây giờ lên nhà đi em cho anh chơi. Chơi mày hay gì? Chơi em chơi chi, chơi đá banh đường phố á. Đá banh đường phố lắm mắc gì lên nhà. Thì chơi được em mới rủ anh chứ. Chắc không? Chắc. Chắc nha. À. Giờ mà lên đó không có đá banh đường phố là tao đá chứ banh da này trúng hai chứ banh da mày á. Ủa tự nhiên mày vô FIFA Live 4 của tao làm gì? Thì bây giờ cho em cho anh chơi bóng đá đường phố. Đâu ra đường đâu. Này anh nhấn cái vô tao like nè. Rồi này đá làm sao? Này á là anh điều khiển kỹ thuật cho cầu thủ luôn. Nó dễ lắm, anh chỉ cần nhìn theo những cái tổ hợp ta hướng dẫn ở trên màn hình kìa. Đó anh làm theo đó là cầu thủ, anh được xài tất cả các skill mà anh muốn để cho cầu thủ luôn. Trời, đã là dễ làm hơn đúng không? Dễ làm hơn. Ôi hướng dẫn tay cầm luôn nè. Đó, tay cầm bàn phím gì là có hết. Đã mày. Đó, bây giờ anh chọn cầu thủ nè. Nguyễn Quang Hải. Từ chưa. Nguyễn Quang Hải. Chưa tới lượt anh. Nguyễn Quang Hải. Chưa tới lượt anh sao chọn. Lẹ đi, chọn lại đi trời. Lẹ cho ta tới, lẹ rồi. Ui. Đá bóng đá đường phố còn lâu lắc. Trời ơi, từ từ tao phải suy tính cái chiến thuật của người ta. Nguyễn Quang Hải. Từ từ. Nguyễn Quang Hải đi. Tới anh bây giờ nè. Trời đá Việt Nam đi mấy ba ơi. Đó tới anh này nè. Nguyễn Quang Hải. Từ từ để hết cái dây đó. Ủa dạ. Tấp tấp quá. Rồi. Thôi để em đá phòng ngự vô. Thôi em chụp thủ môn đi. Trời cái này đâu cho chọn thủ môn anh. Ủa dạ. Đúng rồi, chọn thủ môn khó chụp lắm. Ai biết được. Ủa này là mình bốn người là chơi co-op nhau vậy luôn hả? Đúng rồi anh, bốn đá bốn. Mỗi người điều khiển con thôi. Có quýnh được bên kia không? Trời gì ghê vậy, nó banh mình quýnh lộn. Cái này tôn vinh bóng đá đẹp mà, tự nhiên đâu ra quýnh lộn này nữa. Ủa dạ. Là không phạm lỗi được đúng không? Không phạm lỗi được. Mà có đá xấu được đó hủ. Không được luôn. Đá một chút thôi. Không. Đánh tôn vinh bóng đá đẹp. Kiếm cái chỏ. Không. Xin nha anh chút thôi mà. Ôi, đây đâu phải đi xe ngoài đường đâu, xin nha. Đưa tao banh mày, đưa tao banh mày. Lên kèm đi anh. Đưa. Trời đất ơi, coi em thủ nè. Ủa, khác gì không? Ôi, hên, quên hay. À, coi em nè. Ủa, coi gì? Đó, em chuyển gián tiếp. Để tao. Đó, suốt bạn ơi. Trời ơi, thằng. Quái. Nè. Đó. Ôi, hay vậy ta. Ủa, tao chuyền mà. Nè, tao ăn mừng nè. Tao ăn mừng của mình nha. Đó là chọc ghẹo đối thủ. Ủa, kèm đi anh. Sao mày không kèm? Tại nói chuyện qua rồi. Rồi, không sao. Ôi. Còn tao. Được không đó? Được. Đá mày nè. Trời, đá kì. Ủa, được mà. Trong lại đâu thấy đâu. Nè, em kèm dưới cho. Trời, nó làm gì? Tao hay trong mặt giùm luôn. Rồi, có em ở trong rồi. Kèm đi trời. Trời ơi, anh đó chưa? Tại mày á. Tại anh á. Sao mày không chụp? Tôi tại sao em chụp được? Có trọng tài đâu, ai biết đâu. Ủa. Chụp đi. Kì vậy? Này đường phố mà. Thôi mà có khán giả coi ở trên bà kì. Ừ, nó đánh giá mình chết. Đá mày đá. Dí mày đá. Thôi đá mày rồi anh. Thôi. Ừ. Em lấy được rồi. Rồi, lên. Chuyện anh đi. Trời ơi, ghê ta. Ôi ngày xưa già nua rồi, ăn cắp trứng gà. Trời, tao chạy vô vòng bát xê của người ta luôn. Ê này vui mày. Trời hay mà. Mình voi chat là mấy bạn kia nghe luôn mày. Đúng rồi, mình mà nói nãy giờ mình ồn vậy. Đây, để Hải. Để Hải. Vô góc luôn chứ. Ừ. Thôi ăn kẹ. Ừ. Trời ơi, làm gì bồ, Ôi, chuyện bố. Ờ. Ờ gì? Cái thằng nó đá quả thiệt. Là để em. Ủa, sao mày không chạy theo? Ồ, nó nhanh quá anh. Trời, làm gì? Chuyện bố ơi. Trời, mày kêu ông đá đẹp ra đây. Mình đá đẹp được anh, mình nói đá đẹp hay không kệ. Chuyện cái bồ. Ừ. Ờ, hay quá. Đóng nè. Trời ơi, suốt yếu xìu. Từ từ mày. Chuyện. Ơi, Duy Hoàng anh. Trời. Con. Trời. À, cái đó là tao tính thôi. Trời, tính gì vậy? Tính cho đối thủ đừng có vỡ trận. Thấy mẹ rồi, bốn đánh thằng run. Ôi, không sao, có hay. Hay em ơi. Lên luôn anh ơi, lên luôn. Tao chuyền liền chứ.
mấy này nó mạnh hơn Quang Hải của anh quá. Ôi trời, trời ơi kìa, mày đá gì mày? Để tôi kiểm tra. Còn anh rồi ghê á, tưởng ông còn hai thằng nữa thôi luôn á. Trời, bây giờ 6TB nha, hay nha bạn ơi. Hay á, nhưng mà sao trái banh nó không sút mà chạy thẳng vô vậy? Còn hai bạn còn hai. Chuyện của anh. Trời ơi, chuyện qua không có. Ông nội kêu không lấy banh luôn chứ. Rồi để em kèo cho. Ông mày làm gì vậy? Nó khỏe quá anh. Hên lỡ sút dở. Anh thấy cái số phần trăm ở bên góc phải màn hình. Chuyện bạn ơi. Trời ơi, thấy một luôn. Gì hai hiệp luôn hả? Hai hiệp lận. Họ nên giữ tinh thần và sự tập trung. 10 điểm luôn. Rồi em cũng đứng hạng 2 rồi. 10 chứ chất lượng. Ồ, vậy là Messi Việt Nam đá với Messi Argentina. Ờ đúng rồi. Ừ, cùng một đội luôn. Một chuyện, Messi một đội. Rồi đây lên. Thằng Kim này né ra mày. Ra mày. Để Messi Việt Nam ăn mày. Hết chết rồi. Đó, cái bên góc phải màn hình mình đang có cái lửa đó anh thấy không? Cái đó giống như là búp tuyệt chiêu vậy, mình đá mạnh hơn luôn. Đó chưa? Đó. Là sút dễ vô vậy, chạy dữ hơn không? Đúng rồi. Để tao cầm cái hộp quẹt. Trời ơi chị. Để tao đốt cái đó cho chạy. Chuyện bộ. Trời nó sút dở thiệt anh. Quái thiệt. Em anh ơi. Đó. Cầm Messi phải đá ghê hơn vậy chứ. Tao đang lưu đạn. Ôi sao anh cứ để tao qua hoài vậy? Nhiệm vụ của tao là tấn công mày. Cũng phải phụ hậu vệ xíu chứ. Chuyện bổng bạn. Đây nè. Cộng 2. Trời ông làm gì vậy? Trời. Góc Vô trong bộ. Một đường truyền sắt như rào cạo. Tội dữ chi nữa vậy. Chút luôn là được rồi. Đó. Trời ơi. Sao anh kỳ ghê á. Ê mà mình chọn hai. Trời ơi. Mình chọn hai Messi vậy. Ở trên lùng tẹt luôn. Không dám chuyền bóng lên luôn á. Ý ké nơi. Ôi giời, đúng chuyện em. Tao đá cái đó trúng cùng giọng mới khó. Tao làm những chuyện khó. Ôi chuyện bạn, trời. Trời mất banh luôn chứ. Dính gì vậy? Rồi đây em lo được. Được không? Được. Ủa? Hồi đó đá giò em anh em té. Thôi để tao lo được cho. Chuyện bạn ơi, suốt bạn ơi. Trời ơi, chuyện không, em luôn chứ. Không sút mà chạy vô trong luôn vậy. Trời. Ủa, khéo dữ à. Mấy thằng đá khéo thường đéo khá mày ơi. Trời ơi, chuyện bài luôn à. Không, đá khá thiệt mày. Trời ơi, Gui làm gì vậy? Đúng không? Trời ơi, kia sút dữ hơn. Chuyện bộ. Chuyện qua luôn. Ủa, nó ăn mình luôn rồi. Ủa, đá hẳn lên trời luôn chứ không ăn mình. Đá bồ mình giải trí rồi. Còn 58 giây. Được, thắng rồi. Rồi để anh luôn. Hay quá, rồi đừng chuyền nữa anh. Đừng chuyền. Mệt này rồi. Thì nó cũng có bàn thắng nữa chứ. Khó vậy. Này nó có duyên gì mà báo anh. Cái gì hay á. Rồi để. Mày làm gì mình? Nó nhanh quá anh. Nó đứng nó múa hồi luôn, nó cũng qua mày nữa. Chuyện bạn ơi. Trời ơi. Dẻ ông kia té luôn chứ. Này sao qua được? Ủa, tính ra anh ta không cần qua mày luôn. Là anh ta đối mặt luôn. Đá gì vậy em? Anh không cảm như ở ngoài em chậm nhưng trong game cũng chậm theo. Chị quyết, chị quyết, chị quyết. Em nè. Không. Em nè. Không. Ôi sao chị kỳ á. Chuyện vậy mày mới không ghi bàn được chứ. Ôi chuyện sớm chứ thôi. À đó thấy chưa, thua ngược lại giờ nè. Dễ thôi bạn ơi. Thôi nó hơn đúng không, mình hay á. Win mình hay mà. Chuyện biết anh chết không chuyện anh luôn kỳ đó, bộ cũng chuyện thôi mày. Ủa, á làm gì à? Biểu diễn cũng đâu bị biển à. Mày trời ơi, bộ cả luôn, đá ngay đích bộ. Bộ chắc ghét số 8 quái. Thôi thắng là được rồi. Ừ. Yeah đó, yeah còn á nè, sau trận là có cái hệ thống tính điểm luôn đó, anh thấy anh MVP chưa? Ừ. Đó, tính điểm anh 10 điểm luôn kìa. Bàn thắng 3, hỗ trợ 3, truyền tốt 3. Đó. Các bạn nếu như mà các bạn muốn tham gia bóng đá đường phố mà không muốn ra ngoài thì các bạn hãy lên FIFA Live 4 và lên cái trang web là votalai.mo4.garena.vn các bạn nha, để mà quẩy tiệc chiêu feel the street.
Và các bạn có thể nhận được nhiều phần quà hấp dẫn. Các bạn bấm vô phần sự kiện nè. Nhiều phần quà rất là hấp dẫn nha. Phiên bản Vota Live đợt này á thì là một phiên bản để mà thử nghiệm coi coi người chơi có thấy thú vị và hào hứng hay không. Sau đó thì hả sẽ update chính thức lên cái bản mà sau này sẽ có rank luôn và có custom 8 thì các bạn có thể đá là 4 đấu 4 với bạn bè của các bạn. Đó, chúng ta ngồi ở nhà nhưng mà chúng ta vẫn được thể hiện những kỹ năng đá banh của mình. Và chúng ta có thể sử dụng cầu thủ yêu thích của chúng ta để đá nữa, giống như là mình sử dụng Quang Hải cộng 5 của mình vậy đó. Cảm ơn các bạn đã theo dõi clip này. Nếu mà các bạn thích video này thì đừng quên để lại cho mình một like và một subscribe. Và ngoài ra thì hãy comment cho mình biết là các bạn đã sẵn sàng để thi đấu cùng với mình ở trong mod Vota Live chưa nhé. Và bây giờ thì mình xin chúc tất cả các bạn có một ngày tốt lành.